mi bên trong sử dụng cho mi dưới. Đây là mi dưới mình sử dụng. Với mi dưới này cũng tương tự như mi trên, đó là cái đường gân mi rất là mỏng, nhỏ. Các bạn có thể là dán nguyên cả một cái sợi mi dưới này vào mắt, hoặc có thể là mình cắt nhỏ ra từng mảnh một và mình gắn vào để tạo cái độ tự nhiên. Đặc biệt là vì là cái đường gân mi mỏng ấy, nên thành ra là sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái mà cộm mắt hay là bị cứng, gây khó chịu cho người sử dụng. Các bạn có thể nhìn thấy rõ, rất là mảnh, gần như là không nhìn thấy. Với cả cách gắn mi dưới này thì khi mà mình đi dự tiệc tối ấy, sẽ gây tạo hiệu ứng một cái đôi mắt rất là ấn tượng.